Thưa quý vị, trong hành trình lan tỏa tiếng gọi hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã chủ động và tích cực cùng với Hội Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam có nhiều hoạt động từ truyền thông kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước chung tay vì tình yêu hòa bình đến những việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các nạn nhân bom mìn da cam. Biến chiến trường năm xưa thành nơi sinh sống bình yên, mở mang thêm những vùng đất an toàn từ nỗ lực tháo gỡ bom mìn sót lại, tẩy rửa đất nhiễm độc dioxin. Và một điểm dừng chân mới đây của chuyến hành trình mang tiếng gọi hòa bình này là Khánh Hòa, địa phương chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh. Như bao địa phương của cả nước, Khánh Hòa cũng gánh chịu hậu quả nặng nề, hậu quả của chiến tranh. Tổng số diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ ở khoảng 44.125 hecta, chiếm khoảng 8,45% diện tích đất tự nhiên trong toàn tỉnh, chủ yếu tập trung ở thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Khánh Vĩnh và huyện Cam Lâm. Trước đây, thành phố Nha Trang và thị xã Ninh Hòa là căn cứ đóng quân của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn, nên các khu vực trên đều được bố trí hệ thống vật cản dày đặc. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia, hiện nay tại tỉnh Khánh Hòa hiện có 2/3 diện tích còn bom mìn sau chiến tranh. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xử lý một lượng lớn bom mìn vật liệu nổ còn sót lại, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền phòng chống mối nguy hiểm này đến với người dân. Việc thành lập và ra mắt chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Khánh Hòa không chỉ kịp thời mà còn góp phần nâng cao hơn nữa trong việc trang bị những kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục và tuyên truyền cho vận động người dân có tinh thần nhân ái, đùm bọc và giúp đỡ cho những nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn, và sẽ tuyên truyền cho nhân dân làm thế nào để biết cái tai nạn của bom mìn nếu chúng ta không hiểu biết thì xảy ra cực kỳ nguy hiểm. Và cái thứ ba, làm nào để tổ chức tuyên truyền và kết nạp nhiều hội viên có điều kiện để thành lập từ chi hội trở thành hội. Với khi đã thành lập hội thì với cái vai trò trách nhiệm của cái hội thì lớn hơn, phải không? Có trách nhiệm là đi tuyên truyền vận động các cơ quan tổ chức nhà nước và có là đóng góp vì nhân đạo để làm thế nào mục đích là lợi cho mọi người dân, phải không? Khắc phục được cái tai nạn bom mìn và khó khăn để ổn định vươn lên trong đời sống phát triển kinh tế của gia đình. Theo chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Khánh Hòa, thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 115 nạn nhân đã bị tai nạn bom mìn phải mang thương tật suốt đời. Thời gian tới, chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng tránh bom mìn sâu rộng hơn đến với nhân dân, đồng thời tích cực vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn nhằm giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, ngay trong ngày ra mắt chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Khánh Hòa, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị tai nạn bom mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 47 nạn nhân được hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế gia đình với mức 12 triệu đồng một trường hợp. Tôi bị tai nạn là năm 1983. Năm đó là gia đình rất khổ sở. Tôi đi làm ăn, đi đào bới trong các nương rẫy trên núi, rồi bị dầm mìn, gặp tai nạn, bị cụt một chân và một ngón tay. Tôi đi chặt củi bị dầm mìn, năm 31 tuổi, này 71, hết một phần bè chân luôn, hết bàn tới đây luôn. Nhỏ thì khổ, giờ lớn thì còn ở làm nuôi, không đủ qua ngày. Hồi tháng 8 năm 2022 đi biển ở Bình Tây là coi như là ở bụng trái đạn em M82, mà nói chung là tháo để bị cái tay đây với lại con mắt nữa.
Thì nói chung nhận được số tiền này á, tại vì cũng cố gắng để làm ăn, chăn nuôi hay là mua bán cái gì đó để cố gắng vươn lên. Bị tai nạn là hồi lúc còn mới có 13 tuổi, năm 1975 á, đi nói chung là đi chăn bò, là không biết những cái vật nổ đó cho nên mình cũng gỡ tới bây giờ luôn. Thì hôm nay thì cũng nhờ cái chi hội này thì cũng rất cảm động, bởi vì là có cái đồng vốn đó mình trang trải trong việc chăn nuôi. Đây là hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân tai nạn lao mìn, là hỗ trợ về sinh kế, mỗi hộ là 12 triệu đồng. 12 triệu đồng này để đồng bào về có thể là mua bò, mua heo, hoặc là chăn nuôi gà, hoặc là trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và hòa nhập với cộng đồng. Thưa quý vị, trong số những tai nạn bom mìn, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi các em chưa có nhiều kiến thức và khả năng chủ động phòng tránh. Theo thống kê các vụ tai nạn bom mìn đã xảy ra, thì nạn nhân là thanh thiếu niên do chơi đùa với bom mìn chiếm khoảng 30%, một con số thật đau lòng. Chính vì vậy, trẻ em luôn là đối tượng quan tâm hàng đầu của tiếng gọi hòa bình. Tại trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, khối Trung học cơ sở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hôm nay đã diễn ra một buổi ngoại khóa rất đặc biệt. Mặc dù đã được học kiến thức phòng tránh bom mìn, vật liệu nổ qua sách vở hay qua bài giảng của thầy cô, nhưng các em vẫn háo hức tham gia đông đủ. Buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức về phòng tránh bom mìn vật liệu nổ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam thực hiện đã diễn ra hết sức sinh động. Các em đã được các chú bộ đội hướng dẫn nhận biết các vật liệu nổ, bom mìn cần tránh khi phát hiện, hay đó là những thước phim tư liệu và đặc biệt là thông điệp từ vở kịch về phòng tránh bom mìn, vật liệu nổ đã làm cho các em dễ nắm bắt và chủ động phòng tránh nếu gặp phải. Tại huyện miền núi này, đa số các em là người đồng bào. Ngoài việc học, các em còn phải đi nương rẫy phụ giúp cho mẹ. Những lúc đi nương rẫy, nguy cơ gặp phải bom mìn còn sót lại là rất cao. Vì vậy, kiến thức học được qua sách vở và qua những buổi tuyên truyền như thế này sẽ rất hữu ích đối với các em học sinh. Khi đọc về cuốn sách là phòng chống tai nạn bom mìn thì con có cảm nghĩ là chúng ta không nên được gần gũi với bom mìn, không được đùa giỡn vì nó có thể gây chết người hoặc là tai nạn để lại tàn tật cho con người chúng ta. Như trẻ em chúng ta cũng khi gặp bom mìn là chúng ta đừng có nên đến gần mà hãy từ từ rời khỏi vị trí đó, đi gọi người lớn hoặc cơ quan đến kịp giải quyết. Bom mìn rất nguy hiểm với tính mạng con người, nếu chúng ta gần gũi với nó chạm hoặc là khi đó thì nó sẽ gây nổ hoặc là tàn tật gây chết người. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú đã tập trung hết 14 xã thị trấn. Thì đó là một sự quảng bá cũng như là sự tuyên truyền nó rất là dễ dàng cho vấn đề học sinh về cha mẹ, anh chị em, họ hàng. Cho nên là mình mong đợi rằng là cái không chỉ tại cái huyện Khánh Vĩnh mà là ở các đơn vị trường trung học cơ sở nếu có thể nhân rộng hơn nữa để nó tạo dấu ấn đậm đà hơn đối với các em học sinh, để các em học sinh nó sẽ nhớ nhiều hơn nữa. Và qua đó thì mình cũng mong rằng và cũng học sinh và giáo dục học sinh vấn đề về tác hại bom mìn và cái sự của nó về giáo dục lại cho các cái thành phần khác trong xã hội, trong cộng đồng cũng như trong gia đình. Và hình thức là tuyên truyền trực tiếp. Ở đây đối tượng của chúng tôi là các cái đồng bào nghèo, rồi đối tượng thanh niên học sinh ở những vùng sâu vùng xa, và đặc biệt ở các vùng núi thì chúng tôi tập trung vào các cái trường dân tộc nội trú. Vì trường dân tộc nội trú thì đa số là các em học sinh đại diện cho các xã trên địa bàn. Cho nên nếu chúng tôi tuyên truyền trực tiếp được cho các em thì vừa nâng cao nhận thức trực tiếp cho các em rồi, nhưng qua các em thì cũng sẽ lan tỏa ra cái trong cộng đồng. Cái nữa là cái đối tượng của chúng tôi đây là đối tượng học sinh, tương lai là của các em. Cho nên là cuộc sống tương lai của các em, cho nên là khi tuyên truyền cho các em thì sau này lâu dài nó có ý nghĩa rất là thiết thực trong cái cuộc sống. Ngoài việc tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn thì việc hỗ trợ sinh kế hay tặng những phần quà đến với các em học sinh là những việc làm thiết thực mà Hội Hỗ trợ Khắc phục Bom mìn Việt Nam và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã thực hiện tiếp tục trong đợt này. Với các em ở trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, khối trung học cơ sở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa là những chiếc chăn bông, quà tặng tuy nhỏ đến từ Quỹ Hòa bình Mỹ Lai nhưng sẽ giúp các em thêm ấm lòng, tiếp thêm động lực để các em đến trường.
tại ngôi trường trung học cơ sở dân tộc nội trú của huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Đó cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi nghĩ rằng rất thiết thực để mà giáo dục cho các cháu không phải chỉ hiểu chiến tranh mà chiến tranh để lại cái gì, hậu quả như thế nào. Mà cái hậu quả rõ ràng nhất đó là cái bom mìn còn sót lại, và nó đã làm cho biết bao nhiêu người dân của chúng ta bị thương tật. Các cháu học sinh của chúng ta cũng có nhiều cháu bị tai nạn bất ngờ vì thương tật. Cho nên chúng tôi muốn đến với vùng sâu, vùng xa, đến với các cháu học sinh nghèo, người đồng bào dân tộc, để mà chúng ta có một cái sự tuyên truyền, giúp đỡ và hỗ trợ cho các cháu để làm sao cuộc sống thanh bình đến với mọi người dân ở mọi miền đất nước. Thưa quý vị, ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào, thanh niên luôn là rường cột và tương lai của đất nước, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Với mong muốn các bạn trẻ sẽ tìm được những cảm xúc mới mẻ về lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình, tinh thần trách nhiệm về sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, góp sức cho những mùa hoa hòa bình của đất nước nối tiếp mãi không ngừng, ngày càng đẹp hơn, ngày càng rực rỡ hơn. Hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã hỗ trợ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình Tuổi trẻ chia sẻ yêu thương. Đó là đêm lửa trại nhiều ý nghĩa ở huyện Diên Khánh. Không gian lửa trại đã kết nối những cựu chiến binh, những thanh niên chiến đấu vì độc lập năm nào với những bạn đoàn viên, những thanh niên đang góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, sôi nổi và xúc động. Chương trình giao lưu nghệ thuật buổi chia sẻ yêu thương đã trao nhiều phần quà thiết thực đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trao hỗ trợ sinh kế cho 10 nạn nhân bom mìn, 100 suất quà cho nạn nhân chất độc màu da cam, 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và 10 suất quà cho các cán bộ đoàn thanh niên xuất sắc. Những phần quà này tiếp thêm động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay thì huyện Diên Khánh rất là vui mừng được đón nhận cái tình cảm của Hội khắc phục hậu quả bom mìn và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai, thì để dành những cái tình cảm san sẻ cho các nạn nhân chất độc da cam và các đoàn viên thanh niên, và đặc biệt là Hội Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã hỗ trợ cho các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện những chiếc xe đạp để làm phương tiện đến trường, để tiếp sức cho các em đến trường. Thì thay mặt lãnh đạo huyện thì rất là chân thành cảm ơn những tình cảm mà Hội khắc phục hậu quả bom mìn cùng với Quỹ Hòa bình Mỹ Lai để dành cho nhân dân Diên Khánh ngày hôm nay. Từ trước Tết Nguyên Đán đến đây, hội chúng tôi đã rất là phấn khởi, được là phối hợp đồng hành cùng với Quỹ Hòa bình Mỹ Lai để thực hiện các cái chương trình giúp đỡ các đồng bào nghèo cũng như là các nạn nhân tai nạn bom mìn và nạn nhân chất độc da cam. Và đặc biệt lần này thì chúng tôi hết sức phấn khởi là đã được đồng hành cũng như là phối kết hợp rất hiệu quả với Quỹ Hòa bình Mỹ Lai. Bước đầu, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đã cùng với chúng tôi hỗ trợ cho các nạn nhân cũng như là đồng bào nghèo, phải nói rất hiệu quả, cho được nhiều đối tượng, trong đó có đối tượng là nạn nhân bị tai nạn bom mìn, đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, đối tượng là các đồng bào nghèo cũng như là các học sinh nghèo vượt khó, rồi các thanh niên xuất sắc. Thì chúng tôi mong rằng là trong thời gian tới, mong rằng Quỹ Hòa bình Mỹ Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn chúng tôi trong các cái chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, một quả bom mìn được tháo gỡ, một vùng đất được tẩy rửa chất độc da cam là thêm một nơi ở an toàn, thêm một người dân có ý thức và có kiến thức tự bảo vệ mình trước những tai nạn từ bom mìn là thêm một cơ hội sống bình an, hạnh phúc. Tất cả những hoạt động vừa qua cùng Hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai đều hướng đến một mong muốn duy nhất là cuộc sống yên bình cho mọi người. Đến đây chương trình Hòa bình gọi kỳ này xin tạm dừng. Chào tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
Disneyland tâm huyết kiến tạo những khu đô thị châu Âu hàng đầu Việt Nam. Hiện lên như một phố thị châu Âu quyến rũ, Cityland Park Hill, biểu tượng sống thượng lưu bậc nhất Sài Thành. Mang vẻ đẹp tân cổ điển, Cityland Garden Hills khẳng định chuẩn mực của cuộc sống tiện nghi, khu phố thương mại với vị trí đắc địa Cityland Center Hill hội tụ phồn vinh. Khu biệt thự ven sông khép kín Cityland Riverside, sự thịnh vượng của giới thượng lưu. Với Cityland, mỗi công trình đều xứng danh, tuyệt tác chạm đến trái tim.